Canada vùng đất hứa xin chào tất cả các bạn. Chúc mọi người sức khỏe và bình an. Hôm nay, sáng nay ở thành phố Wales, nhiệt độ đang là 10 độ, âm 10 độ các bạn. Và cảm nhận thật là khoảng chừng âm 15 độ. Gió thì cũng hiu hiu, cho nên là không có cảm thấy lạnh lắm. Mà trời thì vẫn còn mờ sương. Thấy sáng vậy đó, tại vì tuyết các bạn, tuyết trắng á. Cho nên là thấy sáng như vậy thôi, chứ còn rất là sớm. Bình minh thì xa xa phía chân trời hồng hồng ẩn ẩn, các bạn thấy đẹp không? Dưới tuyết trắng nữa. Và những con sóc nhỏ đã thức từ lâu rồi, tiếng chim hót cũng ríu rít ở trong những cái bụi cây. Chắc hẳn là các bạn sẽ thắc mắc làm thế nào mà những cái con sóc nhỏ này có thể sinh tồn qua mùa đông lạnh giá ở Canada. Thực tế là vào mùa ấm áp, nó đã dự trữ lương thực của nó rồi các bạn, bằng những cái quả cây ốc chó, hạnh nhân và nhiều loại quả khác nữa. Nhất là những cái trái thông đó, nó có hạt có thể ăn được, nó không lo gì đói. Vào mùa đông thì những cái cây ven đường như thế này nè các bạn, nó đang là ngủ đông. Và cái cây của nó nhiều khi bị đóng băng á, và giòn, dễ bị rẫy. Cho nên là khi mà đi ra ngoài đường á, cũng phải cẩn thận, nhìn trước ngó sau. Thường thì môi trường thành phố sẽ thách khe, sẽ chăm sóc những cái cây này rất là kỹ. Họ sẽ đi vòng quanh xem những cái cây lúc mà mùa thu đó các bạn, xem những cái cây nào mà nó bị chết á, bị hư á, người ta sẽ cưa bỏ. Bởi vì khi mùa đông á, rất dễ xảy ra tai nạn. Gió lớn nè, bão tuyết nè, nó sẽ gãy. Và nhiều khi làm hư hại xe cộ và nguy hiểm đến người khác nữa. Mà hễ đụng tới những cái đó, đó thì bảo hiểm và môi trường thành phố phải chịu trách nhiệm. Là những cái cây ở ngoài đường thôi nha. Chứ còn mà những cái cây ở trong sân nhà là do mình phải quản lý. Các bạn thấy bầu trời buổi sáng trong xanh và nhìn rất là đẹp ha. Mình có một cái sở thích cũng kỳ lạ nữa. Vào mùa ấm áp á, thì lại thích đi ngắm hoàng hôn, ngắm cái ngày tàn. Còn mà mùa đông á, trời lạnh thấy mồ á, thì lại thích cái bình minh, cái ngày mới lên. Lạ ghê ha. Nghe đến đây chắc là sẽ có người cười tôi. Tôi biết có người cười tôi đó. Nhưng mà cuộc sống mà. Cuộc sống thì mỗi người có mọi cái cách sống, suy nghĩ và ý thích khác nhau mà, đúng không? Giống như trong ngày Thới Thịnh, thật sự cũng đừng quá vui bởi vì đâu biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng mà trong ngày hôm nay là những ngày lạnh giá, rầu rĩ, cũng đừng có quá buồn bởi vì ngày mai mình cũng đâu có biết sự gì sẽ đến. Xưa, ngày còn nhỏ, khi đọc những cái câu châm ngôn, những lời dạy, có những lời dạy thật sự không làm sao hiểu nổi, nhưng về sau thì lại có một chút hiểu. Giống như là một cái câu như là đi vào nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc. Ngộ hả? Nhưng mà tại vì ở đó đó, người ta thấy sự cuối cùng của mọi người và người sống để sự đó vào lòng. Và buồn rầu hơn vui vẻ, vì nhờ mặt buồn, lòng được vui. Khi mà mình hiểu được những cái thứ xung quanh mình rồi thì cảm thấy nó bình thường, cái gì nó cũng có cái quy luật. Nghe có vẻ như triết lý hả? Thường những người hay nói đạo lý, họ sống cũng không ra gì. Sẽ có người nói như vậy. Mình đã từng nghe như vậy và bị kết án như vậy. Cho nên mình hiểu. Và lấy làm bình thường thôi, cũng không có gì xa lạ cả. Đơn giản là mình không có kêu nài hay ép buộc hoặc là quyến dụ ai nghe theo mình, sống theo mình, làm theo mình. Chỉ đơn giản là mình cảm thấy enjoy, nhiều điều thú vị và ngộ ra được nhiều thứ thì chia sẻ lên mọi người. May mắn nếu ai đó nghe được và cảm thấy cùng tần số với nhau thì nó giống như là một cái sự đồng cảm, hiểu nhau giữa người này với người kia. Trong cuộc sống này đâu phải dễ dàng để tìm thấy một người có thể hiểu mình và lắng nghe mình nói hoặc là đồng cảm và chia sẻ với mình. Đâu phải ngày nào cũng ngẫu hứng đến nỗi mà quên khăn tròn, quên mắt kính, đi vô lẹ sợ mặt trời lên cao rồi nó trễ. Các bạn nhìn thấy ở dưới mặt đường không? Đầy dấu chân hết trơn á. Ở đây người ta đi bộ dữ lắm. Mà tại vì còn sớm quá nè. Với lại mình tranh thủ đi buổi sớm ngắm bình minh nó sẽ đẹp. Tại vì một chút nữa đó, khoảng một vài tiếng nữa người ta sẽ thức dậy và dẫn chó đi chơi. Mà mấy chú chó, có nhiều chú chó dễ thương đó. Gặp mình thì quắn đuôi nhưng mà có nhiều chú chó rất là hung dữ, sủa quá chừng sủa. Bây giờ mới có 5 giờ mấy, 6 giờ các bạn. Chưa sáng hẳn đâu. Người ta còn ngủ. Với lại hôm nay là cuối tuần mà.
Người ta ngủ cho tới trưa 9-10 giờ đó, mới thức, mới đi. Thỉnh thoảng thì cũng có một vài người đi bộ, chạy bộ luôn đó nha. Rồi dắt chó. Nhưng mà kể ra thì vắng. Đi thoải mái, bật sức mà ngên ngang. Chưa ai nhìn thấy mình cho nên mình mạnh dạn và dạn dĩ để mà quay cảnh vật xung quanh. Đó cũng là một cái vui. Không phải sợ gì ai, nhưng được một cái là nó thoải mái các bạn. Không biết ở Canada có bạn nào thức vào buổi sớm để mà đi ngắm bình minh như mình không ha? Hay là có một mình thôi? Tại vì mình cũng hơi khác người tí. Nói vui vậy thôi chứ không phải ngày nào cũng giỏi mà thức sớm như vậy đâu. Lâu lâu mới được một bữa. Chứ có nhiều người á, nhất là những cô chú lớn tuổi đó, người ta hay thức sớm như vậy nè, để đi thể dục. Kể đâu xa như bác Lý nè, bác Lý đầu thức sớm lắm nha, là bắt đầu đi thể dục. Lúc này là canh me theo cái điện thoại người ta báo là đi đạt chuẩn chưa, đi đủ trong ngày chưa. Nếu mà chưa đủ ban giấc sáng thì sẽ đi thêm giấc chiều. Đi theo máy là dữ lắm. Rồi ngủ cô Thảo. Mà thật sự giữa trời lạnh này mà ai có đủ can đảm dùng ra cái khỏi cái chăn mền im ấm để mà đi ra ngoài lạnh lẽo. Nhiều khi cô Thảo rủ mình đi uống cà phê. Uống cà phê không con? Thôi thôi, làm biếng quá. Làm biếng đi quá. Mà hứng lên là đi à nha. Phải có cái niềm vui hay là cái ngẫu hứng mới đi được. Chứ tự nhiên đi khơi khơi là không có đi. Giống như sáng nay cũng vậy. Định lên live nói chuyện chơi cuối tuần. Ai mà có về nhìn ra ngoài, thôi đi ra ngoài chơi. Nghĩ là đi ở chừng 15 phút một vòng nhà thôi là khoảng 15 phút là xong rồi. Ai mà có về đi một hơi 1-3 tiếng đồng hồ. Ban đầu là định quay xung quanh coi như thế nào sau trận bão tuyết. Mà cuối cùng hả các bạn thấy thì sao không? Đi mà thấy chân trời á, nó đẹp quá à. Bình minh đẹp dễ sợ luôn á. Cho nên phải ráng đi một chút nữa. Đặng ra chỗ trống đó, ngắm bình minh. Xong rồi, ngắm bình minh xong rồi đúng không? Cái nghe cái tiếng chim hót. Cái chạy theo tiếng chim hót. Cái một hồi cái thấy mấy cái chú chim đỏ đỏ, đẹp đẹp, màu sắc đẹp đó. Rồi đứng ghìn. Mà lại gần thì mấy ẻm bay đi mất. Đó, cái này gọi là tiếng gọi từ thiên nhiên nè. Không phải là gì, nó không? Đâu có định đi lâu, đi nhiều, đi dài như vậy đâu. Nhưng mà cuối cùng đi quá chừng đi luôn. Cà phê, cà pháo hay là tiệc tùng nhậu nhẹt. Trời ơi, muốn khi nào mà không được. Nhất là vào những dịp cuối tuần rồi lễ Tết nè. Chứ đâu phải ở ngoài ngày nào cũng đẹp các bạn. Nhiều người xem đến đây chắc là sẽ cười, chắc mắc cười mình lắm hả? Mình chuyển nó bình thường tới như là mẹ mình đây nhiều khi còn không hiểu mình nữa mà. Mẹ mình hay nói, sao cái con này nó cứ tối ngày đi ngoài đường, quay ngoài đường, có gì đâu mà tối ngày quay ngoài đường, đúng không? Ngay cả mẹ mình còn không hiểu được mình nữa thì làm sao mà bắt buộc người khác, người ngoài có thể hiểu mình. Nhưng mà nhiều khi người ngoài lại hiểu mình mới ghê chứ. Bởi vậy mới nói là cha mẹ sanh con mà trời sanh tánh là khác nhau như vậy đó các bạn. Có nhiều cái khác nhau hoàn toàn, khác nhau nhiều thứ lắm. Như mẹ mình ban đầu hồi trước qua Mỹ, tụi mình cứ lo lắng là chắc là tháng, 2 tháng hoặc là nhiều lắm là 3 tháng là đầu về rồi. Chắc thế không thể nào mà ở được. Nhưng mà cuối cùng là ở cũng được năm mấy, 2 năm rồi đó. Bây giờ mới về Việt Nam đó, về Việt Nam chơi rồi đó. Xong rồi về rồi đó nha. Bắt đầu là cảm thấy nhớ Mỹ rồi đó. Nhớ mấy đứa cháu rồi đó. Trước khi về là mơ ước là nằm mơ luôn á. Thấy ăn cái này thèm món kia, nhớ người nọ. Tao nói đủ thứ chuyện hết trơn á hen. Về rồi đó là bắt đầu là sao mà lật vé chi mà lâu dữ vậy. Rồi ở nhà rồi ai lo người đón tụi nhỏ. Tại vì tụi nhỏ đi học các bạn. Đi học rồi xe bus bỏ xuống đó rồi đi vô, phải có người lớn ở trong nhà mở cửa cho tụi nhỏ đi vô. Vui lắm, hồi còn mà ở Việt Nam đó, bắt đầu là nghĩ là được đi qua Mỹ là sẽ đi đầu này, đầu kia, đi những nơi mà coi ở trên TV đó, thấy đó, muốn đi cho biết. Rồi đi qua Mỹ xong rồi tụi nhỏ chở đi đầu này, chở đi đầu kia, nói ôi, sao mà nó giống nhau chỗ nào đó cũng vậy hả? Biết Mỹ rồi. Đi có mới có mấy thành phố thôi, mấy tiểu bang thôi mà biết Mỹ rồi đó. Rồi từ ở Mỹ mà chạy xe qua Canada mới có một lần thôi đó. Mà
Thôi biết Canada rồi, biết vậy thôi, được rồi. Thôi, ở nhà thấy cũng mình coi tivi, coi YouTube và coi cái này cái kia thấy cũng giống nhau rồi, biết rồi, đi vậy là biết rồi. Thôi không đi nữa. Rồi là ở nhà mấy bà cháu hủ hỉ với nhau. Cháu thì chơi điện tử, bà thì xem YouTube, game tivi. Mạnh bà xem mạnh cháu xem. Đói bụng thì lôi đồ ra nấu ăn. Có nhiều khi cái thằng cháu nhỏ của mình đó vui lắm, ảnh hồi sinh ở Mỹ chứ ảnh thích đồ Việt Nam, cứ tối ngày cơm chiên ngoại, cơm chiên. Hồi trước nó nói chuyện cà đớt cà đát, bà ngoại đâu có hiểu gì. Bà ngoại nói thôi con nói tiếng Việt đi, đừng có nói tiếng Anh, bà ngoại không có biết. Cái nó nói hoài bà ngoại cũng không hiểu. Cái nó lấy cái nồi cơm điện ra, nó lấy gạo, nó xúc gạo, nó bỏ vô, nó nói cơm. Anh nhỏ anh sinh ở Mỹ cho tâm hồn ăn uống là của người Việt, gặt luôn. Xong rồi là bà cháu bày biện ra ăn xong rồi nằm chơi tiếp rồi mệt quá phè ra ngủ xong rồi hết ngày hết tuần hết giờ. Cuối tuần bà cháu kéo nhau đi nhà thờ đó, xong rồi tới trưa kéo nhau về. Tôi nói sùm sùm suốt ngày vậy đó. Rồi nó cũng qua tháng qua năm, bây giờ về Việt Nam rồi chắc hổm gà chắc nhớ mấy đứa nhỏ lắm rồi đó, nhớ dữ lắm rồi, nhắc hoài à. Ở Mỹ thì nhớ cháu nội, mà ở Việt Nam thì nhớ cháu ngoại. Biết là nhiều người lớn tuổi qua Mỹ, qua Canada, những xứ sở lạnh đó, thì sẽ buồn, sẽ cảm thấy nhớ nhà lắm. Nhưng riêng với mẹ mình đó, thì mình cảm thấy mẹ mình có thể thích nghi và yêu thích cái cuộc sống ở Mỹ. Chắc chắn đó không phải là số đông, số nhiều, nhưng mà không phải là không có. Mình nghĩ là tùy theo gia đình, tùy theo mỗi người thôi, chứ không có thể nói rằng tất cả đều không thể nào sống hoặc là thích nghi. Buổi sáng tản bộ đi ngắm bình minh, ngắm những cái câu chuyện đời, những cái câu chuyện cuộc sống, vui vui lên làm clip liền để mà chia sẻ với mọi người. Mặt mày còn ngáo ngơ, nhìn mắt cười giữ thần hồn. Bây giờ ở Việt Nam đang là mùa Tết, chắc hẳn là sẽ có nhiều cái vui lắm. Chúc mọi người có những ngày xuân thật là êm đềm và hạnh phúc, vui vẻ. Yeah, bye bye mọi người, hẹn gặp lại sau. Bye bye.